Làm gì? C'est beau ton gâteau, Xin chào ba cốc. C'est beau, mais c'est très bon. Đang chuẩn bị làm bánh bông lan sô cô la. Cái cách làm bánh bông lan này rất là dễ luôn cả nhà. Nhà người ai mà không có cây cân đó, mình có thể dùng một cái hũ da ua. Đây nè, chỉ cần một hũ da ua này là 125 g, hoặc là tùy theo cái trọng lượng của cái mỗi cái hũ da ua nó, mà mình đong theo cái hũ thôi đó, thì mình có thể làm được bánh bông lan này cả nhà, rất là dễ luôn, không có cần phải có cân nha. Đó, bây giờ Trang lấy cái phần da ua Trang bỏ vào trong này đó, và cũng với cái hũ này mình sẽ đong vào trong này cả nhà, không có cần phải đong theo thứ tự, thích đong cái gì trước cũng được. Bây giờ Trang sẽ bỏ nửa hũ đây là dầu ăn ha, rồi còn nửa hũ còn lại Trang sẽ đổ dầu sữa tươi vào cả nhà. Đây, hai hũ đường, nếu mà ai mà ăn ít ngọt á, thì một hũ rưỡi, còn Trang thì Trang hơi hơn một hũ rưỡi một tí, hơi lưng lưng tí xíu. Đường này là đường cát vàng, nó rất là thơm cả nhà. Hai hũ bột mì đa dụng cả nhà, vậy nè, hai hũ đường, hai hũ bột mì, một hũ dầu ăn với lại sữa tươi, một hũ, hai hũ. Trang nhân vào đây một tí muối đó nha, tí xíu rồi. Và sau đó Trang sẽ đập trứng gà vào. Đây, trứng gà Trang mua chợ hôm trước thì có người bà hàng xóm cho 10 trứng gà cả nhà còn nữa, nhưng mà Trang ăn gà này, trứng gà này trước. Trang mới ăn thử trứng gà của nhà hàng xóm cho, cái chồng đỏ nó đỏ lắm cả nhà. Đó, thì cái này là bỏ vào trong này quậy. Lúc trước Trang còn làm đơn giản hơn nữa là Trang quậy xong rồi Trang đem đi nướng luôn cả nhà. Nhưng mà bây giờ thì Trang làm ra một cái khuôn. Đó, sẽ bỏ 3 trứng gà vào nha cả nhà. Thì cả nhà cũng thấy bên này Trang có sô cô la nè, đây là sô cô la thẻ đó, Trang để vào đây một khoảng 80 g cả nhà, khoảng 80 g. Tại Trang nhắm chừng là Trang thích sô cô la nhiều thì để nhiều thôi, rồi làm cho nó tan chảy ra nè, bỏ một tí sữa vào cho nó tan chảy ra gì nè cả nhà thấy không. Nó mỗi một tí nữa mình sẽ chia cái phần bột này vào trong này. Thì bây giờ Trang sẽ đánh cái này, đánh cái hỗn hợp này lên nó thật là nhuyễn, cho nó đều, trộn cho nó thật là đều, trộn mình đánh nó lên đó nha. Đây cả nhà, Trang đã trộn như vậy rồi nè. Thì bây giờ Trang sẽ bỏ cái bicarbonate vào cái này nè. Cái bicarbonate này, chắc tiếng Việt là muối nở hay gì, muối nở cả nhà. Hoặc là nếu cả nhà không có cái này á, cả nhà có thể sử dụng nó gọi là levure chimique, là bột nở, gọi là bột nở ha. Đó, thì bột nở thì mình có thể sử dụng khoảng nửa gói, là khoảng một gói nó hình như là 10 mấy gam, nửa gói là 6-7 gam gì đó. Đó. Thì nếu mà sử dụng cái muối nở này thì Trang sử dụng khoảng phân nửa muỗng cà phê thôi. Nửa muỗng cà phê vậy thôi nè. Đó, mình bỏ vào trong này, quậy cho nó đều. Xong rồi Trang mới bỏ vào trong cái sô cô la cả nhà, mình chia ra, chia cái hỗn hợp bột này ra làm đôi. Cái muối nở cái loại này nè, nó nở rất là nhiều, và Trang thích ăn cái loại này, thì cái loại này mình khi mình làm bánh á, mình ăn nó không có bị bó bó cái miệng. Còn cái bột nở là cái levure chimique á, Trang ăn vào á, mà có nó nhiều quá Trang bị bó bó cái miệng, Trang không có thích cái cảm giác đó. Và Trang thích xài cái này hơn, cái này thì Trang thấy nó tốt hơn, xài im hơn, bánh nó nở nhiều hơn nữa. Mà cái loại này cũng sử dụng được cho thức ăn nha cả nhà, mua cái loại sử dụng cho thức ăn nè. Đó, Trang ăn làm soda rồi, người ta để cái này nè. Bây giờ Trang đã quậy rồi ha. Giờ Trang sẽ chia cái phần bột này qua bên trên trong cái sô cô la này nha cả nhà. Trang chia ra rồi nè, giờ Trang sẽ quậy cho cái phần này nó đều lên. Rồi xong rồi mình bỏ vào khuôn và đem đi nướng thôi cả nhà. Thì trong lúc làm như vậy thì mình có thể mở cái lò nướng lên nhiệt độ là 170 độ C ha. 170 hoặc 175. Nha cả nhà, trong cái khuôn Trang để một cái như vậy nè, một cái miếng giấy nướng gì cho nó dễ, cho nó tiện. Mình ăn xong rồi cái này chứ này nó sạch chứ không ta nó vô. Rồi lúc trước Trang làm trong cái một cái khuôn gì nè bằng thủy tinh vậy đó. Rồi xong rồi Trang đi nướng luôn thì nó rất là tiện, nhưng mà khi mình rửa thì nó hơi mệt cả nhà. Đó nên là giờ Trang làm cái này là Trang bỏ vào trong cái giấy thì tới mình khi mình rửa cái bánh á, nó đâu có dính nó dưới này đâu. Nên là rất là tiện. Thì bây giờ Trang sẽ bỏ một lớp này. Nếu mà ai mà có thể mà có thời gian hơn thì múc một muỗng này, xong một muỗng này thì nó sẽ ra cái bánh rất đẹp cả nhà. Nhưng mà làm cái đó thì nó hơi mất thời gian hơn. Đó. Ở này thì Trang chỉ để gì thôi. Một lớp màu này, lớp màu kia vậy đó. Cho đến khi nào hết thì thôi. Đây là cả nhà Trang đã làm xong. Trang đổ vô hết rồi nè. Cả nhà thấy gì đó, khi nướng là nó có từng lớp rất là đẹp. Đó.
Mình cứ muốn làm gì đó làm. Khi mà Trang mà không có làm mà bánh, Trang không có quay á, thì Trang làm thấy nó đẹp hơn. Còn cái Trang làm thì Trang thấy nó không được đẹp bằng. Khi mà quay thì nó không được đẹp bằng. Nói cái nhà làm gì thôi. Cái này nó màu nâu nhiều quá, nướng ra nó sẽ không còn thấy đẹp nữa. Tại hôm nay Trang để sô cô la nhiều. À, giờ thì là nướng nó nóng là cái nhà Trang bỏ bánh vào. Giờ thì Trang sẽ nướng ở nhiệt độ là 175 độ và Trang nướng từ 35 tới 40 phút nha cả nhà. 35 tới 40 phút. Sau 40 phút thì bánh đã chín rồi nè cả nhà. Trang lấy ra để cho bánh nó nguội. À, bây giờ thì Trang sẽ đi rước đi đền với lại Soen. Chào bà cô chú đó. Xin chào ông bà cô chú. Xin chào cô chú, xin chào cô bà cô chú. Nè, nè. Xin chào ông bà cô chú, xin chào bà quầy, xin chào ông ngoại, xin chào út bà, xin chào hai mi, xin chào bà cốp, xin chào cô xin. Bánh của mẹ đẹp lắm, bánh của mẹ đẹp lắm. Bánh của mẹ. Mẹ là đặt sớm. Bánh của mẹ. Xin chào cả nhà nha. Bánh là đặt sớm. Đây. Hồi nãy Trang làm xong rồi Trang. Rồi, xin dừng đi, nó rồi. Cho đi rước hai đứa nó đi học về nên là đi học về đi như nhà đi học về như nhà ở tôi xin đi học về như nhà bánh này có một bên quê mà nó chim em rồi một bên thì nó tùy các cha mẹ con muốn ăn chim em nào thì con đi xuống lấy ra cho răng nha ăn chim em nha răng gì gì con để xuống đây. Anh nói gì? Sẽ xoay lắm xoay lụt. Chắc để bột nổi thì ít cái gì em thấy nó nổi ít cái gì. Xoay lắm xoay lụt. Cũng nổi nhưng mà nó không có giống như mọi khi nha. Chắc là bột nổi thì ít. Em có chút nào bởi trên em không? Từ từ. Mẹ cho con ăn không nói gì sao em? Cảm ơn mẹ. Kìa mời bà cô chú ăn đi. Hôm nay Trang để sô cô la nhiều quá cả nhà. Mama thì có impact. Chú mẹ cô tên là. Giờ thấy Trang cắt tóc không? Cắt tóc là tại vì tóc rụng quá nên Trang nó cắt tóc cả nhà. Mẹ mua rồi phía là cô chú. Mẹ thì phải bồn. Bồn hả? Le goût c'est pareil mais la texture peut-être c'est un peu non lame hein. Des fois ça dépend de la farine aussi. Non moi je veux pas, j'ai déjà bu un actimel. Comment ça mais ça gagne à rien. Là une bulle. Ça c'est ngồi bên kia. Ngồi rồi chặn điện thoại. Hôm trước làm bánh bánh bò, mới làm bánh bò có ngày mấy hai ngày là ăn hết trơn, chưa kịp quay chân tay gì. Chừng tuần này nào cuối tuần á cái nhà gia đình. Et ben là bon regard aujourd'hui, j'ai pas faim. Oui. Chào gia đình. Còn nó ngốn à. Chuột tay hả? Mà hôm qua hôm ngày mấy gia đình Trang á. Lần là mấy trong là chết du xuyên à. Tu peux mettre deux. Ah, il est pas cassé. Heureusement, il est pas cassé. Làm đổ sữa rồi. Je vais voir mon verre de lait. Ouais, mais tu vas attendre un petit peu, mon bébé. Từ từ. Mới làm đổ, làm rớt, làm tôm hết trơn à. Mais attention, un petit peu, pas faire ça. Par là-bas, il y a une boucle. Hein? Il y a une boucle, c'est quand on passe devant. C'est quoi? Là, il y a quelqu'un qui m'a. Quelqu'un qui m'a. On va me donner, nha. Dạ.
Dạ. Thế giờ hai đứa có mời ông bà con chú ăn không? Ừ. Mời ông bà con chú ăn bánh nè. Chú. Ăn trong dĩa của mẹ. Ăn trong dĩa của bà. Cảm ơn mẹ. Có ăn không? Chưa ăn cho mẹ thôi. Papa, tu peux donner Axelène à Semaine, s'il te plaît. Semaine, ton verre n'est pas trop près de ta main, tu vas remercier. Mới lần đầu. C'est Semaine qui veut, en plus de son adolé? Oui, il veut ça. Il a une campagne, non? T'as l'eau? Oui, il est un petit peu. Mais par contre, il est un petit peu collant. C'est normal, il est toujours un peu collant. Chị tập con nhắn tốt cái pha phép. Cái bánh này hôm nay là trang để... Et donc, bientôt, tu vas faire un gâteau citron. Citron? Đã, bánh này hỏi bánh khác. Tu viens de voir ça, tu demandes un gâteau citron. Si t'as vu un gâteau citron, tu vas dire combien de temps tu vas faire un marbre. Ouais. N'importe quoi. Giờ đang chưa ăn. Chả cho nói cái vị thì nó ngon như mọi khi mà nó không có được mà xốp. Nó là trang bỏ cái bột nổi nó hơi ít hơn mọi khi. Papa, est-ce que tu connais le métal à repousser? Le quoi? Le métal à repousser. Le métal à repousser, je ne sais pas trop comment tu dis. Le métal à repousser? Non, je ne comprends pas. Moi, je sais c'est quoi. On met sur métal et quand on dessine dessus, ça sort de l'autre côté. Ah, à repousser. Alors c'est pas un dessin, c'est comme ça fait comme plein de clous qui sont à côté, ça fait plein de petits bâtons qui sont à côté et ça fait une forme, c'est ça? Quand tu peux faire ta main, c'est ça? Tu dessines ta main quand tu appuies dessus, c'est pas ça? Non, c'est pas ça. D'accord. Non. Mais non, nó nghĩ nha. Ăn nhiều quá mà không ăn cơm. Ăn ba cái. Non, c'est ça, je connais pas, je sais même pas comment ça s'écrit, je comprends pas ce que tu me dis. Comme mon papa, tu peux me raconter des fautes, s'il te plaît. Oui, s'il te plaît. S'il te plaît. Je veux écrire quelque chose. Oh, il est trop bizarre ce monsieur. C'est un gorille. Il est trop bizarre ce gorille. Mais c'est un Ah. Ouais, tu n'as pas la tête, s'il te plaît. Tu sais qu'en plus, tu signes. Bah, tu l'as comme ça, mais tu l'as comme ça. Et chẳng nói chủ nhật ngày nào. Ô, thứ bảy, thứ bảy chủ nhật á, gia đình Giang đi chợ ngoài chợ ba, ba ta, 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 ba trên băng á, chọc băng á. Lọc lần đầu tiên mua đèn chiếu xô em cả gia đình luôn. Có ông xã Trang thì biết thì nó tưởng đâu là Trang đi vô tưởng định đi vào trong đó để Trang quay cho cả nhà xem thì vô trong đó đứng dịnh không mệt đâu có thời gian đâu quay cầm điện thoại này sợ té nên là chập mặt nên là Trang đưa cái điện thoại lên Trang quay sơn cái rồi thôi. Trang video của con cái gì? À, bye bye chú à, bye bye mời chú à. Bye bye, nhờ bà ké xíu. Dạ, cảm ơn con xem video của con không? Cảm ơn con xem video của con. Cảm ơn bà con chú đã xem video của con. Cảm ơn bà con chú đã xem video của con. Giờ lại đi học về là 5 giờ mấy chiều cả nhà. Ăn ngọt gì đó, xong rồi hơi là sẽ tới 7 giờ mấy cho mẹ ăn tối. Mà cái giờ thấy nó hả, đây là xô anh là ăn 3 miếng bánh à. Uống một ly sữa, uống một cái chai sữa chua. Bởi vì tối là đâu ăn cái gì được. Ở bên này làm về là nó phải ăn. Tại vì nó không ăn mà nó đói nó làm. Nhà ngồi ăn thêm miếng nữa. Cái này bà sắc cái miếng mỏng mỏng ăn nó sẽ ngon hơn vậy nè. Nó rồi xong rồi đi chơi cái nó về. Tại vì vô trong đó rồi đâu có. Họ cho mình cái đồ để mình đẩy đó. Ngày chủ nhật, buổi sáng chủ nhật là nó cho gia đình. Gia đình những đứa nhỏ vẫn biết đi nhỏ thôi, còn ngày thường là có nhưng mà không bao giờ gì mình như thế. Ngày thường đó là có những người mà người ta chọn hai cái tay như vậy đó, đây là đi rất là nguy hiểm đó nha. Nên nó đi xong rồi về ngày hôm sau á, hôm nay người cũng Trang á, nó bầm dập hết trơn. Tại mình vào trong đó như tập thể dục vậy, kìm á, Trang kìm. Ê đây nó hết đi pha tông phu phu. Papa đi đâu?
vào trong đó giống như là không biết, cứ là kìm mình sợ té đó cả nhà, nên là người mình về nhà rồi người nó bể quải hết trơn tay chân. Hai đứa đang không sao, mình nó đòi cho xem phim hoạt hình một ngày, hai đứa nó được quyền xem phim hoạt hình một tập. Con để xô em đi tiểu xong đi rồi. Con mở đèn lên đi, mở đèn lên. Bắt cái mặt hình đó cả nhà. Nó bây giờ là Trang chuẩn bị đi nấu ăn. Nấu ăn xong rồi là nấu ăn tối á. Ăn tối rồi, rồi ba nó dạy học. Xong rồi người đi ngủ. Nguyên ngày đi qua nhanh lắm cả nhà. Rồi Trang xin kết thúc video tại đây nha. Trang cảm ơn thật nhiều những cô chú anh chị đã dành thời gian xem video của Trang. Nếu như những người nào mà đã yêu thương gia đình của Trang rồi thì nhớ ủng hộ Trang tiếp tục. Trang thì Trang rất là mong được cái sự ủng hộ lâu dài của cô chú anh chị và các bạn. Nên là ở nhà xem video với có ý kiến gì thì nhớ để lại bình luận cho Trang nha, để cho Trang video của Trang sẽ làm tốt hơn, nha Trang sửa những cái lỗi, hoặc là cả nhà muốn Trang làm cái gì, quay cái video về cái gì đó thì cả nhà có thể mình để lại bình luận chứ ở bên dưới để Trang cố gắng Trang làm theo nha cả nhà. Xin cảm ơn cả nhà thật là nhiều và chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ tốt lành. Hẹn gặp lại cả nhà vào video tiếp theo. Bye bye.